Thưa quý vị, sau hơn một tháng siết chặt giãn cách để ngăn chặn đà lây nhiễm COVID-19, từ ngày 30 tháng 9, Đà Nẵng đã nới lỏng nhiều hoạt động kinh tế xã hội để từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Qua 10 ngày nới lỏng, người dân vẫn chấp hành tốt các quy định đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Sau thời gian dài, ai ở đâu thì ở yên đó. Ngay khi thành phố cho phép trở lại, mỗi sáng hàng ngày, người dân lại háo hức ra biển để tắm và tập thể dục. Các khách sạn, cơ sở lưu trú cũng bắt đầu mở cửa trở lại để đón khách. Vui mừng nhưng không chủ quan, các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện theo quy định. Tôi rất mừng khi Đà Nẵng mở cửa lại nhiều hoạt động, dịch vụ. Và tôi cũng hy vọng rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát để có thể đón khách du lịch trở lại. Khi mở cửa, chúng tôi luôn ý thức và đảm bảo về phòng chống dịch, ưu tiên những khách đã tiêm vaccine để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của người dân Đà Nẵng những ngày qua khi dịch bệnh được kiểm soát và nhiều hoạt động xã hội được khôi phục trở lại. Trong đó, việc mở lại các chợ truyền thống giúp người dân chủ động hơn trong việc mua sắm, nhất là các nhu yếu phẩm hàng ngày, vốn trước đây đều mua thông qua ban điều hành khi thành phố siết chặt giãn cách. Ban quản lý chợ là thực hiện là chia số lượng người tiểu thương ở trong chợ là 50-50. Và yêu cầu những hộ tiểu thương là khi buôn bán là đảm bảo khoảng cách và ngăn tất cả các khách ni lông để giảm cái khoảng cách giữa những người mua và người bán. Và hình thức mà kiểm soát những hộ tiểu thương vào chợ là cấp thẻ cho những hộ tiểu thương. Còn đối với ngoài cổng mà vào chợ thì ban lý chợ là thực hiện là đúng với một chiều, là lối vào một chiều, lối ra một chiều, đo thân nhiệt, quét thẻ. Đến nay, 53 trên 56 xã phường của Đà Nẵng đã là vùng xanh. Các chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Nhưng thực tế, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vẫn rất cao bởi Đà Nẵng là đầu mối giao thương lớn. Chính vì vậy, các đơn vị địa phương luôn sẵn sàng các phương án ứng phó. Quận cũng thường xuyên là đánh giá và xác định cái cấp độ nguy cơ dịch của từng khu dân cư và của các phường để đề ra các giải pháp thích ứng với lại từng khu vực. Thứ hai thì hiện nay quận cũng đang đẩy mạnh cái tiến độ tiêm vaccine trên địa bàn của quận. Thứ ba nữa là quận cũng tổ chức xét nghiệm định kỳ theo kế hoạch của thành phố và cũng củng cố kiện toàn lại cái tổ COVID ở từng khu vực khu dân cư. Thành phố tạo điều kiện cho người dân để mà có hoạt động, nhưng mà người dân phải có ý thức về trong quá trình phòng chống dịch. Sau khi Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, lượng người từ các địa phương khác về thành phố đã tăng lên đáng kể. Không lơ là chủ quan, các biện pháp phòng chống dịch vẫn đang được thành phố siết chặt để đảm bảo giữ vững thành quả chống dịch mà cả hệ thống chính trị và người dân thành phố đã nỗ lực trong thời gian qua. Từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.